Thưa quý vị, trong thời gian gần đây có một tổ chức từ thiện có những hoạt động rất là mạnh mẽ ở cả Toronto lẫn ở trong nước Việt Nam. Tổ chức có tên là Dreams Fulfilled Relief Organization. Và để tìm hiểu thêm về tổ chức này thì hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với cô Đỗ Minh Hiếu là sáng lập viên của tổ chức. Dạ thưa Vân, ngày 25 tháng 4 của năm 2009, tổ chức từ thiện DFAO sẽ có chương trình báo cáo hoạt động một năm lần đầu tiên của chúng tôi, và cũng là để gây quỹ xây dựng trung tâm nuôi dưỡng hướng nghiệp và tạo công ăn việc làm cho các trẻ em mù thuộc cơ sở Bừng Sáng tại phường 4, quận 10, Nguyễn Tri Phương, thành phố Sài Gòn. Và nghe nói là bữa dạ tiệc này sẽ có sự tham dự của một số các chính khách rất là đặc biệt. Cô có thể cho biết các vị này là ai ạ? Dạ thưa, trong chương trình của chúng tôi sẽ có sự tham dự đặc biệt của các vị dân biểu Quốc hội Canada liên bang, như là ông Mozizo Bevelacqua của MP của vùng Vaughan, và ông Gubax Mali là MP của vùng Brampton, cũng như cô bà Judy Sugro là MP của vùng York West. Đây là những người rất đặc biệt quan tâm đến cộng đồng Việt Nam. Và ngoài ra chúng tôi còn một số các cố vấn của thành phố Vaughan sẽ đến tham dự. Và tất cả những người này đều đã xác định sẽ đến với chúng ta, bởi vì họ rất là mong được có cơ hội làm quen với các cử tri trong các vùng mà họ phụ trách. Và họ cũng muốn được tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Và bên cạnh bữa dạ tiệc sắp sửa tổ chức đó, thì tổ chức của cô có những dự định gì trong tương lai gần đây thưa cô? Dạ vâng, thưa kính thưa anh và quý vị. Dự định gần đây của chúng tôi là chúng tôi thứ nhất là chúng tôi quyên tiền để mà xây dựng cho được trung tâm nuôi dưỡng hướng nghiệp cho các trẻ em mù cơ sở Bừng Sáng. Ngoài ra là chúng tôi sẽ hợp tác với các tổ chức từ thiện lớn tại Canada, như là hiện tại bây giờ chúng tôi có tổ chức Global Medic và Destiny Foundation là những tổ chức sẵn sàng ký hợp đồng với chúng tôi để tài trợ các dự án nhân đạo tại Việt Nam, như là các chương trình dành cho các dự án về nước sạch, về các trẻ em hoặc là các bệnh nhân về bệnh SIDA, AIDS, và các chương trình cho vay tiền tín dụng cho người nghèo vay tiền mà không tính tiền lời, và cứu trợ khẩn cấp tại Việt Nam. Ngoài ra thực sự là chúng tôi cũng mong muốn là đẩy mạnh các phong trào của thanh thiếu niên Việt Nam tại Toronto. Vì đó trong nhóm của chúng tôi có một phong trào thanh thiếu niên và chúng tôi kêu gọi các em tham gia để mà tập làm quen với các công tác từ thiện, để sau này có thể thứ nhất là giáo dục về cái đạo đức cho các em, và thứ hai để các em hiểu được là cuộc sống của em rất là may mắn so với các trẻ em bất hạnh tại Việt Nam, và sau này các em sẽ là nòng cốt của tổ chức để mà có thể làm được nhiều cái chương trình mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn cho đồng bào bất hạnh tại Việt Nam. Và để tìm hiểu thêm về tổ chức Dreams Fulfilled Relief Organization thì các khán giả của chương trình chúng tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu ạ? Dạ thưa Vân, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi là www.dreamsfulfilled.ca, hoặc quý vị cũng có thể tham khảo ở trong các tờ báo mà chúng tôi quảng cáo tại địa phương. Ngoài ra quý vị cũng có thể, nếu mà quý vị không nhớ, quý vị có thể vào Google và bấm cái tên của chúng tôi lên thì cũng sẽ hiện ra trang web của chúng tôi. Và quý vị có thể phone trực tiếp cho các thành viên của chúng tôi hay là phone cho Minh Hiếu ở 416-566-6824. Xin cảm ơn cô Minh Hiếu rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay, và xin cầu chúc cho tổ chức của cô ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như có những đóng góp, những giúp đỡ rất là thiết thực cho đồng bào ở Việt Nam. Xin cảm ơn cô. Dạ thưa Minh Hiếu, cũng xin cảm ơn anh Việt Tím cùng quý vị khán thính giả. Và Minh Hiếu cũng hiểu rằng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn ngày hôm nay, nhưng mà cũng mong quý vị mở rộng lòng nhân ái đến với chương trình của chúng tôi, bởi vì chung quanh chúng ta còn rất là nhiều những người bất hạnh và hàng ngày không có được một miếng cơm thừa của chúng ta. Minh Hiếu tha thiết cầu xin ơn trên ban được nhiều may mắn, thành công và thịnh vượng đến trên gia đình quý vị, để quý vị có thể cùng với tổ chức của chúng tôi cứu lấy những mảnh đời bất hạnh tại quê hương chúng ta. Một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 là cơ sở nuôi dưỡng hướng nghiệp người khiếm thị Bừng Sáng trong ngày Tết Trung Thu rộn vang tiếng cười và niềm vui. Những phần quà, những bài hát và sự quan tâm của những Việt kiều Canada và một số bạn sinh viên tình nguyện như tiếp thêm sức mạnh và nghị lực sống vươn lên của những em khiếm thị này.
Có lẽ ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn bắt đầu từ những ngày như hôm nay. À, ngày nay là ngày trung thu, con đã nhận được quà của các cô chú, con rất là vui. À, con chưa biết ước mơ của con như thế nào, mà con muốn cho con học tập được ngoan ngoãn, luôn nghe lời thầy cô. Dạ con cảm thấy vui. Vui vì sao vậy? Dạ vui vì đến ngày trung thu. Mà ngày trung thu con có được những cái gì? Dạ được quà và được lồng đèn. Dạ, thế con có ước mong gì không? Ước mơ gì không? Kể cho các chú. Dạ, con cũng không biết nữa. Trong ngày Tết trung thu, Duyên, Hiếu và nhiều anh chị lớn hơn đã cùng nhau ca hát. Có lẽ các em không thuộc hết nên có câu được, câu không, nhưng chân miệng thì luôn tươi rói nụ cười. Sự bất hạnh có thể làm các em chưa một lần nhìn thấy đèn ngôi sao hay một chiếc tàu thủy, nhưng chắc chắn các em đều cảm nhận được hình thù của nó ra sao, như cách cảm nhận về tình yêu thương và sự quan tâm mà cuộc sống đã dành cho. Chúng tôi đã bàn với nhau và có kế hoạch trong tương lai sẽ xây dựng trung tâm Bừng Sáng trở thành một trung tâm nuôi dạy hướng nghiệp và tạo công ăn việc làm cho các em để có thể mà tự nuôi sống bản thân mình cũng như hòa nhập vào trong xã hội. Ở một nơi mà tình đoàn kết và lòng nhân ái còn lớn hơn rất nhiều lần điều kiện thực tế, 45 em thanh thiếu nhi khiếm thị trong một căn nhà nhỏ của cơ sở Bừng Sáng vẫn hàng ngày sống và học tập không ngừng để quyết tâm trở thành người có ích cho cả bản thân và xã hội. Đại diện tổ chức DFRO Canada còn cho biết, ngoài việc tặng quà trung thu, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động để xây dựng Bừng Sáng thành một trung tâm lớn hơn và gắn với việc dạy nghề cho các em.